Xin chào các bạn, với quy trình bán hàng Galaxy giới thiệu, am hiểu, lắng nghe, ấn định, xin mời trải nghiệm và yes đồng ý mua hàng, thì các bạn có thể tư vấn khách hàng theo những nhu cầu khách hàng đưa ra. Trường hợp khách hàng không có nhu cầu xác định rõ ràng thì chúng ta có thể tư vấn theo cách sau đây. Chào anh, em là Tuấn, chuyên viên tư vấn điện thoại và thiết bị đeo thông minh Samsung. Hôm nay em xin giới thiệu với anh về bộ đôi đồng hồ thông minh Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro với nhiều cải tiến tối tân giúp chăm sóc sức khỏe toàn diện và một thiết kế thời thượng bền bỉ. Điều đầu tiên em muốn giới thiệu với anh là Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro là một trợ lý sức khỏe nhờ được trang bị công nghệ theo dõi sức khỏe tối tân giúp chăm sóc sức khỏe của anh một cách toàn diện nhất. Với cải tiến cả phần cứng và phần mềm của cảm biến bioactive ở mặt sau, và khi anh đeo đồng hồ vào thì sẽ giúp khả năng tiếp xúc ổ tay cải thiện độ chính xác hơn và đặc biệt hạn chế bám mồ hôi tay. Bên cạnh đó, Galaxy Watch 5, Watch 5 Pro còn tích hợp nhiều cảm biến giúp anh theo dõi được giấc ngủ của mình và đưa ra những đánh giá chuẩn xác nhất về giấc ngủ, về mức oxy trong máu và đặc biệt là tiếng ngáy của mình. Anh sẽ hiểu rõ hơn về sức khỏe hiện tại của anh. Không những cho anh một giấc ngủ ngon, Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro còn trang bị thêm tính năng phân tích thành phần cơ thể PAA với 7 chỉ số sức khỏe như chỉ số cân nặng, cơ xương, khối lượng mỡ, mỡ trong cơ thể, BMI, nước trong cơ thể và BMR là những chỉ số giúp anh hiểu rõ hơn về sức khỏe của mình và đạt được những mục tiêu phù hợp để tập luyện. Bây giờ em sẽ hướng dẫn anh cách sử dụng tính năng phân tích thành phần cơ thể. Sau khi đã đeo đồng hồ vào, anh chỉ cần chọn tính năng phân tích thành phần cơ thể, nhập chỉ số về chiều cao và cân nặng, sau đó dùng hai ngón tay giữa và áp út chạm vào hai nút bên trên đồng hồ và giữ im lặng đến khi đã hoàn tất 100%. Và rồi đồng hồ sẽ cho ra những chỉ số cơ thể của mình một cách nhanh chóng. Với kết quả của những chỉ số vừa đo, anh có thể thiết lập mục tiêu tập luyện của mình. Đồng hồ sẽ đưa ra những bài tập và gợi ý về thời gian tập luyện để anh có một cái sức khỏe cũng như một cơ thể hoàn hảo nhất. Ngoài ra, Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro còn chăm sóc sức khỏe của anh mỗi lúc mọi nơi với những tính năng như là đo huyết áp, đo điện tâm đồ, đo nhịp tim, đo stress cũng như là đo nồng độ oxy trong máu của mình để anh có thể biết được cái tình trạng sức khỏe của mình hiện tại như thế nào. Là một người rất quan tâm về sức khỏe mọi lúc mọi nơi, chắc hẳn anh cũng sẽ quan tâm về vấn đề dung lượng pin trên Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro. Điều này thì anh hoàn toàn yên tâm, sản phẩm này có một dung lượng pin cực kỳ lớn là 590 mAh, ngoài ra còn hỗ trợ sạc nhanh 0 giây, giúp anh sử dụng xuyên suốt cả ngày dài của mình. Và đặc biệt hơn nữa, đây là chiếc đồng hồ thông minh đầu tiên của Samsung được trang bị kính sapphire trên cả hai phiên bản Watch 5 và Watch 5 Pro, và khung viền Armor Aluminium trên Galaxy Watch 5 hạn chế chảy xước. Đặc biệt hơn, trên Galaxy Watch 5 Pro sẽ là khung viền Titanium cứng cáp bền bỉ. Hơn thế nữa, với khả năng kháng bụi và nước IP68 và chuẩn 5 ATM, anh sẽ hoàn toàn yên tâm sử dụng trong mọi điều kiện môi trường. Ngoài ra, người bạn đồng hành Galaxy Watch 5 Pro còn có những chế độ luyện tập chuyên biệt như thiết lập mục tiêu lộ trình, và anh có thể chỉ dẫn tuyến đường về và điểm hướng ngã rẽ của mình, giúp cho anh tập luyện và đạt được mục tiêu sức khỏe tối đa. Vừa rồi em đã giới thiệu với anh về bộ đôi siêu phẩm đồng hồ thông minh Galaxy Watch 5 và Watch 5 Pro. Đây là bộ đôi siêu phẩm đồng hồ vô cùng giá trị với những tính năng độc đáo giúp anh chăm sóc sức khỏe một cách toàn diện. Em tin chắc rằng với những thông tin vô cùng hữu ích vừa rồi thì đây chính là bộ đôi siêu phẩm đồng hồ thông minh anh đang tìm kiếm. Mời anh trải nghiệm. À, đừng quên còn một điều nữa. Các bạn nhớ tư vấn những sản phẩm nằm trong hệ sinh thái của Samsung và Samsung Careless nhé.